Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Tối và đêm qua, một sóng lạnh đã tăng cường xuống nước ta, tuy nhiên cường độ không mạnh và di chuyển lệch đông nên thời tiết các khu vực biển Bắc và Trung Bộ ít có sự thay đổi rõ rệt. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió vẫn duy trì hướng đông đến đông bắc với cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Vì thế hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất trên khu vực này vẫn là tình trạng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Trong khi đó, ở các khu vực biển Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, gió cũng duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ không quá cấp 5, biển lặng. Riêng tại khu vực biển từ Bình Thuận vào tới Cà Mau, cường độ gió mạnh hơn, đạt cấp 5, có lúc cấp 6 khiến cho biển động nhẹ. Còn ở ngoài khơi xa trên các khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong đêm nay, ngày mai và 2 ngày đầu tuần tới, thời tiết chủ đạo là không mưa, gió Đông Bắc ở mức cấp 5 và tình trạng biển bình thường. Thời tiết biển sẽ có sự chuyển biến từ rạng sáng ngày 17 tháng 1 bởi một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh tác động xuống nước ta, khiến cường độ gió trên khu vực phía Bắc của Biển Đông mạnh lên mức cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9, biển động. Tuy nhiên, các tàu thuyền đánh bắt xa bờ cần lưu ý. Đến với thời tiết trên các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nên tác động của nó đến thời tiết trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ là không đáng kể. Tại đây, gió vẫn có hướng đông bắc với cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4, sóng biển duy trì ở mức từ 1,25 đến 1,5 mét. Tuy nhiên, điều cần lưu ý trên khu vực biển này vẫn là tình trạng sương mù trong khoảng thời gian từ 1 đến 8 giờ sáng hàng ngày. Mật độ sương dày khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Đặc biệt là thời điểm từ 4 đến 7 giờ sáng, tầm nhìn xa chỉ dưới 400 mét, nên các phương tiện tàu thuyền cần chú ý khi hoạt động trên tuyến hải trình này. Trong khi đó, ở khu vực vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ cần lưu ý về hiện tượng sương mù, thì ở khu vực biển Trung Bộ cũng như tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi ra khu vực đảo Tiền Kiêu Lý Sơn lại đang trong những ngày thời tiết đẹp. Gió có hướng đông bắc nhưng cường độ chỉ ở mức cấp 4. Với mức độ gió như vậy thì độ cao sóng biển ở đây sẽ không quá 1,75 mét. Biển lặng, sương mù cũng không xuất hiện, mưa dông cũng không xảy ra, vì thế tầm nhìn xa luôn duy trì ở mức trên 10 km. Thời tiết biển nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ra khơi, đánh bắt và khai thác ngư trường của bà con ngư dân miền Trung cũng như huyện đảo Lý Sơn. Tại vùng biển từ Bình Thuận trở vào tới Cà Mau cũng như tuyến hải trình quan trọng từ Bà Rịa Vũng Tàu ra huyện đảo Côn Đảo, thời tiết cũng khả quan trong đêm nay, ngày mai cũng như 2 đến 3 ngày tới. Gió Đông Bắc ổn định ở mức cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1,5 đến 2 mét. Tình hình chiều cường tại Vũng Tàu sẽ cao nhất là 3,8 mét vào lúc 16 giờ 23 phút, thấp nhất là 0,6 mét lúc 9 giờ 11 phút. Với diễn biến thời tiết và chiều cường như vậy thì tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình này cũng như trên khu vực biển Nam Bộ hoàn toàn có thể yên tâm về thời tiết. Trên khu vực biển từ Cà Mau, Kiên Giang và tuyến hải trình từ Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai, thời tiết nhìn chung cũng không có nhiều biến động. Gió hướng đông với cường độ mạnh ở mức cấp 3 nên sóng biển cũng chỉ từ 0,5 đến 1,25 mét, biển lặng. Thủy chiều tại đảo Phú Quốc cao nhất là 1,1 mét lúc 5 giờ 24 phút, thấp nhất là 0,4 mét lúc 19 giờ 49 phút. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như ra vào cảng của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.